Rất là chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn ha. Chào mừng chúng ta đến video mới của Đấu Trường Channel. Và thưa quý vị các bạn, hôm nay thì xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng trở lại với Đấu Trường Channel, đến với khu vực của Cao Lãnh, Đồng Tháp. Điểm đầu tiên chúng ta sẽ tham quan đó là khu lăng mộ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ. Và hình ảnh mới vừa rồi chúng ta đang thấy đây là cái khu vực nhà sàn Bác Hồ, ao cáo Hồ ở tại tỉnh Đồng Tháp, với tỷ lệ 1-1 giống như nhà sàn ở tại khu vực của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên bây giờ thì xin mời toàn thể về các bạn cùng đồng hành với Đúc Trần Channel. Chúng ta sẽ đến với khu lăng mộ của cụ và chúng ta sẽ nghe hướng dẫn viên tại điểm đây sẽ thuyết minh về khu lăng mộ cũng như cuộc đời hoạt động của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Rồi, chúng ta sẽ vào viếng khu lăng mộ cụ nha. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, hôm nay ngày 6/6/2022, đoàn khoa du lịch trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đến viếng dân hương tại phần mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân công lao to lớn của cụ. Và sau đây thì em xin mời đại diện thầy cô sẽ dân hương cho cụ ạ. Cho đến tháng 6 năm 1906, dưới sức ép của triều
nhưng mà riêng mảnh đất vàng trong ảnh này cụ về đây hai lần. Lần đầu là vào năm 1917, ở đến năm 1919 cụ đi các tỉnh khác để hoạt động. Đến 10 năm sau, tức là năm 1927, cụ mới quay về đây lần thứ hai. Lần này thì cụ quyết định chọn các mảnh đất vàng trong ảnh để hoạt động và gắn bó lâu dài. Khi nghe tin cụ đang đến thăm cùng với hai bác Võ Hữu Đồ và Lưu Kim Phong, vốn trí cho cụ sắp ở tại nhà ông Năm Dấu. Và ông Năm Dấu là một người đàn ông nghèo quá dở, ông sống bằng nghề chèo điêu hóng ở bên trên cái tô. Dành thời gian mà cụ sắp ở tại nhà ông Năm Dấu thì hàng ngày cụ đi bộ trong chợ Cam Ranh để xem mặt khi toa bốc thuốc trị bệnh cho bà con, nhưng mà thực chất ở bên trong là để tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân. Và lần thứ hai cụ về Cam Ranh ở được khoảng 2 năm cụ bị bệnh. Lúc cụ bệnh nặng được đông đảo bà con ở làng Hòa An ngày đêm túc trực chăm sóc cho cụ, nhưng mà do tuổi già sức yếu nên cụ đã qua đời vào đêm 26 trễ sáng ngày 27 tháng 11, nhằm ngày 26-27 tháng 10 âm lịch năm 1929, cụ hưởng thọ 67 tuổi. Cho đến cụ sắp mất thì không có một người thân con cái ở bên cạnh, chỉ có bà con ở làng Hòa An Cao Lạnh người gương công gương của để tổ chức lễ tang cho cụ. Chờ thời giai đoạn đến năm 1954, các đơn vị bộ đội đến đây cho xây viên bia mộ và hàng rào sắt bảo vệ xung quanh, đồng thời thì các chú dựng lễ mộ của cụ sau khi được xây dựng xong. Và ông tiểu đoàn 311 trên đường ra viếng mộ cụ sắt trước khi xuống tàu tập kết chỉ quân trên miền Bắc. Và hai bức ảnh tương tự như vậy được các chú bộ đội mang ra Hà Nội gửi tặng cho bác Hồ. Đối với bác thì hai bức ảnh này vô cùng quý giá, vì thông qua đó bác mới biết được nơi an nghỉ cuối cùng của người cha mà bác hết mực kính yêu, người cha mà khi ra đi tìm được cứu đấng trở về, bác chưa một lần được dở thăm, cho dù là một người hay chỉ là thăm cho người một nén nhang. Cho đến năm 1958, tại dinh tỉnh trưởng tỉnh Kiến Phong, Mỹ Ngụy tổ chức một cuộc họp quan trọng để bàn về việc di dời hài cốt mộ cụ sắt về nơi an táng trên đường Quế, nhưng mà thực chất ở bên trong là để bốc vác mộ của cụ. Khi bà con ta biết được âm mưu đó, bà con đã phản đối và nói rằng nếu như con bốc vác mộ cụ sắt ở trong này thì ở ngoài kia thì cậu sẽ phá mộ con nhà Ngô Mẫn Thông để trả đũa. Chờ thấy rằng đây là mô mộ của cụ, và mộ của cụ ban đầu chỉ là mô mộ đất xung quanh đây là đồng ruộng, sau đó được bà con xây dựng lại bằng xi măng. Và sau khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, tức là năm 1975, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành xây dựng lại mô mộ của cụ. Mộ cụ được tôn lên cao hơn so với ngày trước, nhưng mà hài cốt của cụ vẫn nằm sâu ở phía bên dưới và nằm đúng cái vị trí mà trước kia bà con đã an táng cho cụ. Mô mộ được ốp đặt đá qua cương từ một cái của tỉnh Quảng Ninh mang vào. Và còn ở phía trên mô mộ có xây một cái mái che gọi là dòng mộ. Mái che này có hình dáng là một cánh hoa sen cách điệu tượng trưng cho tỉnh Đồng Tháp, đồng thời giống như là một cái bàn tay xòe ra và bổ sung. Ở phía trên mái che còn có 9 cái đường gân nối dài, đầu mỗi đường gân là một đầu rồng, 9 đầu rồng tượng trưng cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, lúc nào cũng ấm áp và che chở cho mô mộ của cụ. Và còn ở phía trước mộ là hồ sen. Hồ sen này được xây dựng như hình ngôi sao năm cánh, là biểu tượng của lá cờ tổ quốc Việt Nam. Ở giữa là đài sen trắng dương cao lên tượng trưng cho cuộc đời mạnh và đại diện của cụ. Đến với giai đoạn khu di tích Nguyễn Xuân Sắc được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 8 năm 1975 và khánh thành ngày 13 tháng 2 năm 1977. Giờ đây ở đến 1990 đã đang có một việc lại cái mô hình nhà sản phẩm hồ về tỷ lệ hộ nghèo đến với là của Hà Nội. Nhà sản phẩm thì đóng gì thì có mộ. Giờ đến năm 2010, khu di tích tiếp tục hoàn thành công trình bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích mộ cụ có bản Nguyễn Xuân Sắc, tổng diện tích sau khi được mở rộng là 9 hecta. Đặc biệt ở xung quanh mộ mộ có trồng rất là nhiều loại hoa kiển quý hiếm như vỏ các cây mang đến tặng. Và tới giai đoạn ở phía bên phải mộ đó là vườn cây lương đẹp của các vị nguyên thủ quốc gia Việt trong danh quan lệ khu di tích. Và bên cạnh mộ còn có hai cây có tuổi thọ rất là cao. Cây khế ở phía bên trái mộ năm nay được 295 tuổi. Còn cây sồn đối diện với cây khế ở phía bên phải mộ có tuổi thọ cao hơn, năm nay được 354 năm. Hai cây này là của gia đình Xuân Hoa Hay quê ở Bình Tân, sản phẩm sản phẩm. Mà đến chưa một đồng hồ.
Official được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là hai cây di sản đầu tiên của tỉnh Quảng Nam. Và phần giới thiệu về khoa một của bộ xin phép được tạm dừng tại đây. Và đến đây thì phần hướng dẫn của em cũng sẽ đến với các bạn. Và xin chào và tạm biệt quý vị.